Gần cuối năm rồi, Kim Hoa thấy các anh chị mình sửa sang lại nhà cửa rất là nhiều luôn ha. Hôm bữa Kim Hoa có đọc được cái comment thắc mắc là ngân sách dưới 1 tỷ mà cụ thể là 20 triệu thì lát sàn nhập khẩu được không? Hôm nay á, tiện đi quay nè, Kim Hoa sẽ báo giá cho các anh chị mình luôn nha. Sàn nhập khẩu hiện nay nhiều anh chị tin dùng nhất đó là sàn từ châu Âu và sàn từ Malaysia. Sàn gỗ châu Âu thì luôn thể hiện được sự sang trọng, đẳng cấp với màu sắc tinh tế nè, đường vân thì chân thật. Rồi sàn gỗ châu Âu là có khúc gỗ sạch, an toàn được cho là cao nhất luôn, cho nên là rất là yên tâm với sức khỏe của gia đình mình luôn ha. Còn về sàn Malaysia thì nổi tiếng với độ cứng cáp và chịu mối cao nè, có những dòng còn chịu mối vĩnh viễn luôn nữa chứ. Mà thi công thì các anh thợ sẽ cố gắng tận dụng hết có thể vật tư cho mình, cũng sẽ có hao hụt tầm 3 đến 5%, cho nên là Kim Hoa sẽ tính dư dư cho thoải mái ha. Với sàn châu Âu thì hôm nay Kim Hoa sẽ báo giá sàn Edgar để các anh chị mình tham khảo nè. Với sàn Edgar thường 8 mm sẽ có giá là 535.000 cho 1 mét vuông ha. Phòng 20 mét vuông tính luôn hao hụt thì đâu đó chừng tầm 11 triệu 7 á. Lưu ý giùm Kim Hoa là dòng này có thể lát ở những nơi ít có nguy cơ bị tràn nước thôi nha. Vì sàn này tuy chịu ẩm tốt nhưng mà không có khả năng chịu được ngập nước trong thời gian dài á các anh chị. Còn anh chị muốn yên tâm hơn trước những sự cố tràn nước thì có thể chọn dòng Edgar Aqua nha. Dòng này thì có thể chịu được ngập nước lên tới 1.000 giờ luôn. Còn khóa nước bề mặt á hả là tới 72 giờ. Nên mà lỡ gia đình mình có đi đâu xa xa vài ngày á mà ở nhà xảy ra sự cố tràn nước thì vẫn cứu được cái sàn. Dòng Edgar Aqua 8 mm sẽ có giá là 645.000 cho 1 mét vuông. 20 mét vuông mà mình tính hao hụt thì tầm 14 triệu 100 ngàn nha các anh chị. Mà để thi công hoàn thiện mình cũng không có thể nào mà lát sàn gỗ không được. Sẽ cần thêm một ít phụ kiện như là len nè, nẹp nè. Len thì được sử dụng để ốp lên trên mặt tường tại vị trí chân tường á các anh chị. Mình che đi khoảng hở giữa chân tường và sàn ha, còn tăng độ thẩm mỹ cho công trình của mình nữa đó. Còn nẹp thì sẽ giúp che đi những khoảng hở giữa sàn và cửa ra vào nè, rồi những nơi có đồ nội thất không thể nào di chuyển được, hoặc là những gia đình mà có gạch chân tường rồi không có muốn đục gạch thì mình sẽ lắp thêm nẹp viền theo chân tường. Nói chung là cũng tùy từng công trình mà thợ sẽ sử dụng nẹp hay là len một cách thích hợp nha các anh chị. Những phụ kiện này sẽ có giá là 60.000 cho 1 mét dài. Phòng 20 mét vuông thì Kim Hoa xem như là ngang 5 mét, dài 4 mét nha. Thì mình dùng len nẹp đi viền hết chân tường thì trừ phần cửa đâu đó cần 17 mét thì tính ra tầm triệu các anh chị. Rồi chi phí thi công sẽ rơi đâu đó tầm khoảng 30 đến 45 ngàn. Tùy vào cái đặc điểm công trình có cần xử lý trước khi lát sàn hay không, và còn tùy loại sàn nữa. Ví dụ như sàn xương cá thì sẽ cao hơn sàn thẳng, tại vì lát sàn xương cá sẽ khó hơn, tốn nhiều thời gian hơn để thi công. Hôm nay Kim Hoa cứ tính công thợ là 45 ngàn luôn nha. Kim Hoa tính sơ sơ nè, nếu phòng 20 mét vuông công thợ sẽ tầm khoảng 900 ngàn. Phí vận chuyển nữa, từ kho đến công trình thì Kim Hoa cho khoảng cách là tầm 10 km đi. Phí vận chuyển thì sẽ cỡ 200 ngàn một chuyến nha. Tính nãy giờ thì lát nguyên phòng 20 mét vuông cho sàn Edgar thường 8 mm thì khoảng là 13 triệu 800 ngàn. Còn sàn Edgar Aqua 8 mm là 16 triệu 200 ngàn nha. Ngoài sàn Edgar nhập khẩu từ châu Âu thì có một dòng sàn nhập khẩu từ Malaysia, đó là sàn Robina đó các anh chị. Sàn Robina thì có độ chịu mối mọt tuyệt đối luôn, được bảo hành mối vĩnh viễn nè. Độ cứng cáp cao, không lo chạy hèm qua thời gian dài sử dụng, nên được rất là nhiều anh chị tin dùng. Sàn Robina 8 mm bản nhỏ có giá là 415.000 cho 1 mét vuông. Phòng 20 mét vuông tính luôn hao hụt thì tầm 9 triệu 100 ngàn. Rồi mình cộng chi phí thi công, phí vận chuyển tổng là 11 triệu 2 cho phòng 20 mét vuông với sàn 8 mm bản nhỏ nha các anh chị. Dòng này thì cũng chịu ẩm rất là tốt nhưng mà không có chịu được ngập nước. Cho nên là anh chị có sử dụng thì lưu ý giùm Kim Hoa nha. Còn anh chị mà mình muốn an tâm hơn trước sự cố tràn nước thì chọn dòng sàn Robina Aqua này nè. Có độ chịu ngập nước là 10 ngày. Dòng Robina Aqua sẽ có giá là 539.000 cho 1 mét vuông. Phòng 20 mét vuông thì tính hao hụt tầm là 11 triệu 8 á các anh chị. Rồi mình cộng thêm chi phí thi công, chi phí vận chuyển tổng là 13 triệu 9 cho phòng 20 mét vuông với sàn Robina Aqua nha. Vậy thì với ngân sách của mình thì dư sức lát được một dòng sàn gỗ nhập khẩu cao cấp cho nhà mình luôn rồi nè. Mà cũng có một lưu ý nhỏ khi sử dụng sàn gỗ là anh chị khi lau nhà, anh chị vắt khô cây lau rồi mới lau nha.
rồi mình cũng hạn chế kéo lê đồ đạc trên sàn quá nhiều nữa. Sàn gỗ cao cấp đến đâu mà không có bảo quản đúng cách á, thì cũng nhanh hư lắm các anh chị. Hồi nãy giờ á, là Kim Hoa báo giá cho thời điểm hiện tại thôi nha. Có thể một thời gian sau á, giá sẽ dao động nhẹ nè, có thể cao hơn mà cũng có thể rẻ hơn nữa. Và tùy vào thời điểm, giá vật liệu sản xuất cũng biến động lên xuống, dẫn tới giá vật tư của mình cũng biến động theo á các anh chị. Nói chung là để biết chính xác nhất thì mình phải trao đổi trực tiếp với đại lý và khảo sát công trình cho mình nha. Anh chị quan tâm đến sàn gỗ thì có thể để lại comment nè. Em gửi thông tin các đại lý gần nhà mình nhất để mình tiết kiệm một khoản chi phí vận chuyển xa nha. Cảm ơn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo. Tôi là Kim Hoa đến từ Cosmos Việt Nam. Cosmos vừa tốt lại vừa bền.